Những ngày này, nhiều hộ nuôi cá lồng bè tại xã Đoan Hạ, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ đang sống trong cảnh lao đao vì nguồn nước sông Đà rút mạnh. Nhiều đồi cát giữa sông nhô lên cao khiến cho họ phải vất vả ứng phó. Nước rút đột ngột khiến cho nhiều lồng bè cá chết trắng, còn sản xuất hoa màu cũng đang lo ngại, giảm mạnh năng suất vì không biết tìm nguồn nước tưới ở đâu. Đây là những gì còn sót lại tại khu nuôi cá lồng bè của gia đình chị Nguyễn Thị Nga tại xã Đoan Hạ, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ. Cả gia tài gần 20 chiếc lồng nuôi cá, chủ yếu là các loại cá như cá lăng, cá diêu hồng, cá chấm, đến nay trong tình trạng chua xót như thế này. Tất cả vốn liếng của vợ chồng chị đã dồn hết vào những lồng cá. Niềm vui những lứa cá chuẩn bị xuất lồng chưa đến, thì nước sông Đà đột ngột rút, khiến 30 tấn cá của vợ chồng chị Nga chết sạch, thiệt hại khoảng hơn 2 tỷ đồng. Lại bây giờ bọn em cũng rất là đang hoang mang. Thực sự như này không hiểu là chăn nuôi, tái chăn nuôi kiểu gì luôn. Thì không có một giọt nước nào mà nước sông bây giờ thậm chí là cạn còn rất là bất thường. Không có một sự báo trước gì để bọn em chuẩn bị. Ví dụ mọi năm là họ có ấy thì họ có thể báo trước 1-2 ngày. Nhưng mà năm nay nước rút cạn trơ đáy luôn mà không được chuẩn bị. Thì nay bọn em cũng chưa dám tự tin để tái chăn nuôi lại. Không chỉ ảnh hưởng đến việc nuôi cá lồng, nước sông Đà cạn trơ đáy còn ảnh hưởng đến việc đảm bảo nguồn nước tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp. Cây màu là bà con ở đây là không có nước tưới. Không có nước tưới vì nó xa quá mà nó lại sâu hoắm dưới này, nó có bậc lên này này. Nên là không gánh nước được để tưới cây rau màu ở ngoài. Như nhà tôi ở ngoài sông đấy cũng đất phần trăm ngoài mà bây giờ ngô nó còn héo hơn à. Tại vì là không có nước để tưới. Nhiều diện tích nuôi trồng của người dân cũng bị ảnh hưởng do thiếu nước. Vào thời gian này hàng năm, thì đây là khu vực ruộng lúa được nhiều hộ dân thầu để trồng một vụ lúa. Còn một vụ thì thả cá. Thế nhưng, tại thời điểm này, chỉ là những ruộng khô nứt nẻ, chưa biết đến khi nào mới có nước. Nếu như không mà từ đây mà không có mưa, có nước, mà không thả cá được, thì tất cả các hộ mà đấu thầu để thả cá là cũng ảnh hưởng rất lớn về kinh tế. Đấy, vì như ở đây ví dụ các đồng đấu thầu 5 năm hay 3 năm một. Đấy. Nếu như mà không có nước thì mất 1 năm thả cá thì cũng rất thiệt hại về kinh tế tới các hộ gia đình. Theo ghi nhận của phóng viên, tại khu vực cầu Đồng Quang nối liền Hà Nội và Phú Thọ, mực nước sông Đà thấp hơn nhiều so với vạch mực nước dâng bình thường như những ngày trước đó. Trong khoảng gần một tháng trở lại, sông Đà cạn sâu đạt mức kỷ lục chưa từng có. Đối với cái mực nước sông Đà hiện nay xuống rất là thấp, ảnh hưởng đến trực tiếp đến các hộ chăn nuôi. Cụ thể là qua xác minh là đã có 25 lồng là đã bị ảnh hưởng trực tiếp đến việc nuôi thả cá là cá chết. Qua công tác nắm bắt thông tin thì chúng tôi đã cho rà soát và xác minh, đồng thời là cũng đã báo cáo với cơ quan cấp trên để xem xét có những chính sách hỗ trợ để nhằm cứu vãn cái tình trạng khó khăn của các hộ chăn nuôi thả cá trên sông Đà. Do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, nắng nóng khắc nghiệt, hạn hán đã và đang tác động nghiêm trọng đến các hồ thủy điện trên cả nước. Phần lớn các hồ thủy điện đã tiệm cận mức nước chết, ảnh hưởng lớn đến việc phát điện cũng như cấp nước cho hạ du. Thời điểm này, các địa phương trên cả nước đã cơ bản xuống giống vụ lúa hè thu 2023, nhưng do lịch sản xuất trúng vào mùa mưa, thời tiết diễn biến thất thường, nguy cơ cao dịch bệnh tấn công nên nông dân trồng lúa phải đối mặt với nhiều khó khăn, ghi nhận tại các vùng trồng lúa trọng điểm của tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Cánh đồng lúa xã An Nhất, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu có 935 hecta đã được nông dân gieo trồng vụ hè thu. Thời điểm này, lúa đã sinh trưởng được gần 3 tuần. Theo nông dân trồng lúa ở huyện Long Điền, năm 2023, thời tiết bất lợi, mưa liên tục và thời điểm nông dân gieo xạ, nhiều diện tích bị trôi lúa giống, buộc nông dân phải gieo lại đợt 2, khiến chi phí sản xuất tăng lên đáng kể. Những ruộng lúa không phải gieo lại thì lâm vào tình trạng ra beo, nên nông dân cũng phải thuê nhân công dặm lại và cũng mất thêm chi phí. Bình quân 1 hecta, nông dân phải chi phí thêm từ 1,5 đến 2 triệu đồng mua lúa giống và làm đất.
cái mật độ của cây lúa nó không đạt như cái ý của mình. Chỗ thì nó dày quá, chỗ thì nó thưa quá. Tại vì trời mưa, cái hạt lúa nó lại nổi dụm chùm lại, có thể giảm khoảng 30%. Dặm dò thì có khả năng, thì thường thường nếu mà mình trúng trời thì mình không có dặm. Mà dặm thì chi phí mỗi một mẫu như vậy cũng khoảng 1 triệu bạc. Đó là cái ruộng mà nhẹ đó. Rủi con cái là cái cơn bão ở ngoài Biển Đông á. Cho nên nó trong này bị mưa nhiều. Cho nên là gieo bữa mùng 6. Gieo bữa mùng 6 là sáng gieo, chiều mưa, qua mùng 7 mưa tiếp. Qua mùng 8 thì mưa cũng có mưa mà ít. Cho nên lúa bị trôi. Vì nó trôi là nó nóng chùm, cái lúa nó không có nở được. Chi phí thì cỡ như cũng tùy theo ruộng. Cho nó bị trôi nhiều thì cỡ như công nó nhiều. Mình gieo mà trúng thì cỡ như nó đỡ chi phí. Còn ấy mà gieo trật thì chi phí nó nhiều. Nhiều diện tích lúa tại huyện Đất Đỏ cũng đang đối mặt với nguy cơ bùng phát sâu bệnh do thời tiết diễn biến thất thường, mưa nắng đan xen, nền nhiệt thay đổi đột ngột. Ruộng lúa 1,2 hectare của ông Nguyễn Văn Phổ ở xã Phước Long Thọ và các ruộng xung quanh, sau 2 tuần xuống giống đang bị bạc lá và sâu bệnh tấn công. Ông Phổ đã phải 2 lần phun xịt phòng ngừa bệnh cho cây lúa. Đầu tư của bà con thì nó cũng nhiều, lúa giống thì nó rất là mắc. Hai nữa là thời tiết thì nó mưa nhiều, không đảm bảo. Tình hình sâu bệnh thì cũng đang phát triển. Gieo được 10 ngày, bón phân được đầu, nhưng mà mình phải kèm theo thuốc giải bu. Theo thống kê của ngành nông nghiệp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, vụ hè thu năm 2023, toàn tỉnh xuống giống hơn 8.700 hectare lúa tại các huyện Long Điền, Đất Đỏ, Xuyên Mộc và thành phố Bà Rịa. Lúa hè thu đã xuống giống từ 2 đến 3 tuần và diện tích lúa nhiễm sâu bệnh chiếm khoảng 1% so với diện tích lúa toàn tỉnh. Để bảo vệ lúa hè thu khỏi ảnh hưởng của sâu bệnh, ngành nông nghiệp khuyến cáo nông dân tăng cường các biện pháp phòng trừ dịch hại, tuân thủ theo đúng khuyến cáo của ngành về ứng dụng các biện pháp kỹ thuật trong canh tác như một phải, năm giảm, ba giảm, ba tăng, bón phân theo màu lá lúa và phun thuốc theo nguyên tắc 4 đúng. Chủ động nắm bắt tình hình phát sinh các loại sâu bệnh gây hại để có biện pháp phòng trừ kịp thời, không để sâu bệnh lây lan ra diện rộng. Thưa quý vị, với mong muốn nhân viên y tế trên cả nước có cơ hội trao đổi chuyên môn nghiệp vụ, học hỏi kinh nghiệm thực tế từ các chuyên gia hàng đầu về bệnh lý liên quan đến rối loạn nội tiết như bệnh lý tuyến giáp, thượng thận ngày một gia tăng. Trên cơ sở đó, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người bệnh. Đây là mục tiêu của Hội nghị Nội tiết Đái tháo đường Đà Nẵng mở rộng lần thứ nhất và Hội nghị Khoa học Kỹ thuật Bệnh viện Đa khoa Gia đình vừa được tổ chức sáng nay tại Đà Nẵng. Hội nghị thu hút hơn 60 chuyên gia đầu ngành, đón tiếp 1.000 đại biểu trong công tác lĩnh vực y tế tham dự. Hội nghị cập nhật nhiều vấn đề mới, cũng như thành tựu và thách thức trong lĩnh vực nội tiết, chuyển hóa thông qua 43 phiên báo cáo, tập trung vào các chủ đề, quản lý đái tháo đường và các biến chứng, bệnh lý nội tiết trong mối quan hệ với nhi khoa, sản khoa, ngoại khoa, tim mạch học, đái tháo đường ở người cao tuổi. Đáng chú ý, sự tham gia báo cáo của 38 dược sĩ, điều dưỡng về những nghiên cứu và cải tiến trong quá trình chăm sóc, cấp thuốc cho bệnh nhân. Đây là lần đầu tiên một hội nghị y khoa trong khu vực tổ chức với các phiên báo cáo dành riêng cho điều dưỡng, dược sĩ. Cùng với đó, Hội nghị Khoa học Kỹ thuật Bệnh viện Đa khoa Gia đình lần đầu tiên được tổ chức, mang đến 12 báo cáo nghiên cứu khoa học, 9 sáng kiến cải tiến, nhiều báo cáo và công trình đã được áp dụng trong thực tế, đem lại lợi ích thiết thực cho người bệnh. Thưa quý vị, cuối năm 2022, tổ chức UNESCO đã chính thức ghi danh nghệ thuật làm gốm của người Chăm ở Việt Nam vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp. Tối qua, tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức lễ đón bằng của UNESCO ghi nhận nghệ thuật làm gốm của người Chăm. Tới dự và chứng kiến sự kiện có Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, lãnh đạo một số bộ ngành và địa phương trong vùng. Đây là lần đầu tiên Việt Nam có nghề thủ công truyền thống được UNESCO đề cử và ghi danh. Hiện nay, người Chăm ở hai tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận vẫn đang duy trì nghề thủ công làm gốm truyền thống. Sản phẩm gốm của người Chăm vừa phục vụ đời sống, tín ngưỡng của vừa trang trí các công trình nghệ thuật, được trao quyền từ đời này qua đời khác. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị Ninh Thuận phải định vị được những giá trị văn hóa đặc sắc riêng, có làm nghề nền tảng để khơi dậy lòng tự hào, tình yêu thương quê hương, khát vọng cống hiến trong từng người dân, tạo thành động lực quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng. Trước mắt phải có quy hoạch cụ thể hơn trong việc gìn giữ, bảo tồn, chấn hưng, phát huy các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể.
Thưa quý vị, lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 17 năm 2022 sẽ diễn ra vào tối ngày 21 tháng 6 tại Hà Nội, vinh danh 124 tác phẩm xuất sắc nhất ở tất cả các thể loại, trong đó có 9 giải A, 24 giải B, 46 giải C, 45 giải khuyến khích. Đây là thông tin do Hội Nhà báo cung cấp trong buổi họp báo sáng nay. Các tác phẩm tham dự giải đã bám sát các chủ đề lớn từ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và các mặt khác của đời sống đất nước trong năm 2022, phản ánh đậm nét các sự kiện quan trọng của đất nước như nỗ lực phục hồi phát triển kinh tế xã hội và xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ trong bối cảnh bị ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19, công cuộc xây dựng, chỉnh đốn đảng, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng. Nhìn chung, chất lượng tác phẩm khá đồng đều, khoảng cách giữa báo chí trung ương và báo chí địa phương được thu hẹp ở nhiều nhóm thể loại. Bên cạnh báo chí trung ương, báo chí địa phương đã thể hiện rõ thành tựu đổi mới sáng tạo, tính đa loại hình, đa phương tiện điển hình. Ảnh báo chí có nhiều tác phẩm tốt hơn năm trước, đặc biệt ở một số đơn vị địa phương đã có sự đầu tư tốt cho tác phẩm, gửi bài dự thi nhiều hơn, có những bộ ảnh có tính phát hiện cho đề tài, cách thể hiện chuyên nghiệp. Sáng nay, Đài truyền hình kỹ thuật số VTC tổ chức kỷ niệm 98 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam và tôn vinh các tác giả, nhóm tác giả, các đơn vị trực thuộc Đài đạt giải thưởng báo chí quốc gia 6 tháng đầu năm 2023. Gần 20 năm qua, đội ngũ những người làm báo Đài VTC không ngừng lớn mạnh, thể hiện rõ vai trò xung kích đi đầu của người làm báo. Công tác sản xuất các sản phẩm truyền hình ở Đài VTC với nhiều chương trình mới được phát sóng trên truyền hình, truyền tải nhiều thông tin gần gũi về đời sống kinh tế xã hội, tạo hiệu ứng xã hội, thu hút đông đảo khán giả. Cùng với xu thế chuyển đổi số, các sản phẩm đặc sắc nổi bật cũng đã được đăng tải trên các hạ tầng số, nền tảng mạng xã hội, thu hút được một lượng lớn người dân quan tâm theo dõi. Trong năm 2023, các nhà báo của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC đã vinh dự được đón nhận 8 giải thưởng cao quý. Ở cấp quốc gia gồm các tác phẩm được vinh danh tại giải thưởng Búa Liềm Vàng, giải Diên Hồng, giải báo chí quốc gia, liên hoan truyền hình toàn quốc. Chương trình được chứng nhận Top Công nghiệp 4.0 Việt Nam và hai nhóm tác giả đạt giải thưởng báo chí các bộ ngành. Xin được chuyển sang các nội dung khác. Đến sáng nay, lực lượng công an cho biết đã bắt giữ tổng cộng hơn 50 nghi phạm dùng súng tấn công trụ sở hai xã Ea Tiêu và Ea Cơ Tua, Đắk Lắk. Trong đó có đối tượng cầm đầu tham gia trực tiếp vụ tấn công này. Công an đã bắt Itho Azun, 35 tuổi, với cáo buộc là một trong những nghi phạm cầm đầu vụ tấn công hai trụ sở xã Đắk Lắk, khiến 9 người thiệt mạng. Itho Azun có tên thường gọi là Amakrut, trú tại Buôn Azun của xã Cơ Pơn, huyện Krông Bút, Đắk Lắk. Nghi phạm khai đã tuyên truyền kích động một số người dân ở các buôn làng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tham gia vụ gây mất an ninh trật tự, dùng súng tấn công hai trụ sở ủy ban nhân dân xã Ea Cơ Tua, Ea Tiêu, huyện Cư Cun. Itho Azun khai nhận chỉ lôi kéo những ai thấy tin tưởng, còn lại đa số người dân khác, anh ta không dám dụ dỗ kích động. Hiện các nghi phạm đều thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật.